thoải mái. Được, anh đu lên luôn coi coi nó buồn không. Để cho anh tặng anh ấy. Anh đu thử coi. Chắc lắm. Đơn thôi đó. Đây. Quay được quay cái vòng tròn. Đây, hôm nay khỏi chung. Quảng cáo là cái bao cát boxing đấy đi nha. Đây là quảng cáo về cái chuyên nghiệp của giao hàng và lắp đặt thôi. Anh em xem cái dây ràng này, qua camera qua đây. Qua camera qua đây, đi qua đây luôn. Anh em thấy dây ràng, dây cột này cho sát lên này. Đấy, anh em cho camera sát này, thấy không? Thấy cái độ uy tín không? Cái dây ràng này ở Việt Nam kiếm đâu ra anh em? Đấy, ở Việt Nam mình kiếm mình rất khó mua được cái dây ràng chuyên nghiệp như thế này nha. Đây là cái đồ nghề này. Lát nữa thì khoan và lắp đặt cho khách này. Đấy, này là máy, đều là máy xài bằng pin hết. Khoan và lắp đặt luôn nhé, đơn này. Đây nha. Bao này bằng 1m2, được kính 40. Lát nữa tối rồi vẫn tranh thủ giao hàng lắp đặt cho khách. Đôi khi có những khách hàng đi làm ban đêm mới về, nên là bên shop mình sẽ là giao hàng lắp đặt có cả ban đêm nữa. Quan trọng nhất là các bạn sắp xếp được thời gian, là shop toàn sắp xếp được thời gian. Đây là bao 1m2 đi Bình Dương nhé các bạn. Bình Dương, nhưng mà nói Bình Dương thôi, nhưng mà chỗ mình là vừa giáp Bình Dương vừa giáp Sài Gòn. Shop toàn là ở quận 12, nên là những khách hàng nào ở Bình Dương và ở Sài Gòn mà gần quận 12 là mình sẽ giao hàng lắp đặt được. Còn những bạn nào ở xa thì sẽ khó mà tới được nơi, nên anh em thông cảm nhé. Ở xa mình chỉ ship được thôi. Khách hàng nào mà ở xa giống như ngoài Bắc hoặc miền Trung hoặc miền Tây là mình chỉ ship hàng được cho các bạn. Còn những bạn nào mà ở gần muốn luôn là bên shop toàn hỗ trợ giao hàng lắp đặt thì mình mới làm được. Tức là shop toàn ở quận 12, cách shop toàn khoảng tầm 20 km là sẽ ok ngay. Đấy. Và các bạn có tiền là các bạn sẽ làm phiền được shop toàn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Rồi.